Tử May hay chuyến du hành phía trên bầu trời cùng cậu trò lười. Trước tiên là một tập sách khoa học. Nhưng tác giả Christopher vốn là một tiến sĩ vật lý người Mỹ đã mang những kiến thức về tự nhiên vào chuyến phiêu lưu của cậu bé Tristan trong việc giải cứu ngôi làng của mình khỏi nguy cơ bị biến đổi khí hậu bởi bọn Tyrann. Để ngăn chặn âm mưu ấy, các cậu bé buộc phải phiêu lưu trên bầu trời và tìm hiểu xem những đám mây được hình thành thế nào, sấm chớp và dông bão từ đâu mà có, tại sao bầu trời lại xanh vào ban ngày và đỏ vào ban đêm. Và song song với chuyến phiêu lưu kỳ thú của Tristan, tác giả còn khéo léo đăng cài vào cuốn tiểu thuyết phần kiến thức khoa học giải thích các hiện tượng tự nhiên kèm theo hình vẽ minh họa cùng một loạt ảnh màu bắt mắt giúp độc giả trẻ dễ dàng tiếp nhận. Với cách làm ấy, Christopher Gaffrost đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ tưởng như bất khả thi, biến khoa học thành một trò chơi và giải thích nó cho bọn trẻ.